Hello mọi người, chào mọi người đến với live stream của Hùng. Hôm nay thì Hùng thực hiện cái live stream hơi muộn, bây giờ là 10:30 của buổi tối ngày 13 tháng 1 rồi. Và mấy hôm nay thì Hùng bận quá, mà thực chất thì mấy hôm nay Hùng lười bán hàng quá anh em ạ. Tại vì hàng nó cứ còn lẻ, mỗi đôi một vài size nên là Hùng rất là lười đăng bán. Thế thôi, quyết định là buổi tối ngày hôm nay sẽ làm cái live stream để giới thiệu với anh em tất cả các mẫu giày của bên Hùng và đang là khuyến mãi sâu nhất trong năm 2019 này. Với rất là nhiều mẫu mã, tuy nhiên thì cái số lượng size nó rất là lẻ và mỗi size nó chỉ có 1-2 đôi thôi. Nếu mà mọi người đang có nhu cầu mua giày cầu lông thì hãy tranh thủ cơ hội này, Hùng nói thực sự đó. Tranh thủ cơ hội này thì mọi người sẽ mua được cái giá tốt nhất, thì cũng có nhiều lựa chọn cho mọi người. Sang năm thì khi mà sau Tết ấy, thì cái giá mà hàng xách tay nó lên giá rất là cao và phải sau vài tháng thì mới có giảm giá cơ, nên là sau Tết thì gần như là sẽ không có chương trình nào giảm giá đâu. Nếu mà mọi người định mua giày sau Tết thì không nên, bởi vì thời điểm đấy là cái thời điểm mà giá cả thị trường nó đang trở lại, nó đang rất là đắt. Đấy, thì thế nên là hôm nay ấy, tại cái live stream này, nếu mà anh em nào đang có nhu cầu mua giày thì hãy mua luôn đi, bởi vì là những cái đôi này mỗi size mỗi đôi nó chỉ còn mỗi 1-2 đôi thôi. Và nếu mà các bạn có những người quen anh em cơ bụng hoặc là những người thân thì hãy giúp Hùng chia sẻ cái live stream này đến họ, để họ có thể biết được cái chương trình khuyến mãi này và để họ có thể mua được những cái giày, mẫu giày nó chất lượng, những mẫu giày nó đẹp, nhiều lựa chọn, và đặc biệt là cái giá của nó là tốt nhất. Đấy, thì bây giờ cũng 10:30 Hùng sẽ giới thiệu luôn mọi người nhé. Còn về các mẫu giày mọi người muốn hỏi gì thêm thì mọi người có thể nhắn tin cho Hùng. Bây giờ thì Hùng sẽ chỉ cho mọi người xem sản phẩm một báo giá đây nhé. Ok, đôi giày đầu tiên là đôi giày AITM 081. Ok, cảm ơn thằng em Giang Thanh nhé, cảm ơn Giang Thanh giúp anh chia sẻ nhé. Đôi đầu tiên là AITM 081 màu trắng. Đôi này là đôi Hùng trước Hùng đi, và đôi này Hùng rất là ưng. Đặc điểm của đôi giày này nó rất là nhẹ, đi êm, chống lật các thứ. Bây giờ cũng không có thời gian giới thiệu nhiều. Đấy, thì đôi này Hùng cũng đã giới thiệu với mọi người nhiều rồi. Đôi này giá gốc là 1.750.000, đang giảm giá. Bên Hùng là size 40 và size 42 là 920.000, còn size 41 và size 43 là 880.000. Giá trên thì giá bên Hùng báo thì sẽ chưa bao gồm phí ship cho mọi người, phí ship mọi người sẽ tự thanh toán. Còn về quà tặng thì bên Hùng sẽ tặng kèm 2 quyển gắn chống trơn và 1 móc khóa cầu lông kim loại cho mọi người. Ok, em cảm ơn anh Quang Nguyễn, xin chào anh Quang Nguyễn nha. Ngày mai em ship vào cho anh nha. Đấy, thì đôi này có size 40, còn đúng một đôi duy nhất size 42, thì còn 2 đôi Hùng cũng đang định lấy một đôi còn lại để Hùng đi. Tại vì đôi này nhìn nó rất đơn giản nhưng nó rất đẹp, với cả đi nó rất là sướng ấy. Nó êm và nhẹ lắm á. Rất là ưng, đôi này cũng đi rất là bền. Size 40, 42, mỗi 42 thì còn 2 đôi, thì Hùng định để lấy lại một đôi đi, thì chỉ còn một đôi nhá. 40 còn một đôi, 42 còn một đôi. Ok, giọng hơi yếu, thực ra cũng chẳng phải yếu đâu em ạ. Mẹ đang đêm này nói to, ông chủ em nguyên gõ cửa ngay. Đây không được thoải mái lắm, mấy nữa anh phải chuyển đi chỗ khác, sau Tết là phải chuyển đi chỗ khác. Cũng hơi ốm một chút thôi, nhưng mà nếu mà nói to quá nó ồn mọi người xung quanh. Đấy là đôi thứ nhất nha. Size 41 và size 43, tại vì do còn hai size đấy là còn khoảng mỗi size có khoảng 3 đôi cơ. Thế nên là quyết định là bán rẻ còn 880. Thế đúng ra là phải 920 đấy. Ok, tiếp theo cũng là mẫu giày vừa rồi luôn, AITM 081, nhưng màu cam đen, màu này bán chạy hơn màu trắng, người công nhận thật là như thế. Đấy, thì đôi này Hùng còn đúng một đôi size 42 duy nhất thôi. Đúng một đôi size 42 duy nhất, 1.750.000 giảm còn. Thôi được rồi, còn một đôi cuối size 42 giảm còn 880, anh em nào lấy nốt nhá. Cuối năm rồi, sau Tết là Hùng bắt đầu chuyển kho ấy, nên là Hùng cũng muốn bán rẻ nốt đi, xong rồi sau Tết Hùng chuyển kho. Tiếp theo này, đôi này là Linh AITM 105 màu tím nha mọi người. 105. Đây ạ. Đôi này cũng thế, đi chống lật, đi rất là nhẹ và êm. Cùng với đó là cái đôi giày nó rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, cái đôi này cũng là 1.750.000, còn đúng mỗi một đôi 41 thôi. Anh em nào đi size 41 nha, thì giảm còn 850 cho anh em. Quà tặng thì vẫn thế, thì ship cho anh em tự thanh toán. AITM 105 nha mọi người, mọi người có thể lên mạng gõ mã, mọi người biết ngay. Bên Hùng là bán một là nhiều mẫu cho mọi người chọn, hai là rẻ dã man rồi, rẻ dã man con gan luôn. Tiếp theo, đôi này nha mọi người, cũng là AITM 105 nha, nhưng mà nó là màu xanh dương. Màu này là màu bán chạy nhất, màu này cũng là màu đẹp nhất. Màu này và màu cam là hai màu đẹp nhất của mẫu giày này. Mọi người thường đánh giá là như thế, bởi vì cũng dựa vào doanh số bán hàng nữa, cũng 1 triệu. Đôi này thì 1.750.000 giảm còn 920 nha. Còn đúng size 42 thôi, duy nhất size 42 thôi ạ. Có giày nữ size 38 chị Hà Linh, sau live stream giày nam xong thì Hùng sẽ giới thiệu giày nữ cho mọi người nhá. Chị em cũng tranh thủ cơ hội mua hàng nhá. Ok, em chào chị Hồng Nhung Vũ. Em cảm ơn chị Hồng Nhung Vũ ủng hộ em nhiều nhá. Nói chung là đa phần những người xem live stream Hùng đều là đã những khách hàng của Hùng rồi, nên Hùng cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Buổi tối hôm nay sợ ồn nên là không nói to, chứ bình thường năng lượng Hùng cao lắm, sợ ồn thôi. Ok, tiếp theo là đôi giày Liên Minh AITM 071 nha. 1.750.000 nha, giá đôi này chưa bao giờ xuống dưới 1.6 cả, nhưng mà bên Hùng đang sale nha. 1.750.000 chỉ còn 920.000 nha. Đôi này thì chỉ còn một đôi size 40 và một đôi size 41 thôi. À, một đôi size 40, một đôi size 41 và một đôi size 43. À, 43, đúng rồi, 43. Một đôi size 43, một đôi 40, một đôi 41, một đôi 43 nhá. 1.750 cho còn 920.000 nhá. Anh em nào đang có nhu cầu thì liên hệ Hùng ngay. Ngày mai là hết đấy. Ngày mai Hùng sẽ tí nữa Hùng sẽ up cái video này lên YouTube, thì nói chung là nó cứ lẻ sai như này ấy. Bán mình lười bán, mình cứ đăng một đôi một thì nó cũng mất thời gian mà làm live stream này luôn. Ok, đôi giày Liên Minh AITN035 nhá. Màu đen trắng nha. Đôi này vừa có thể đi chơi, vừa có thể chạy bộ hoặc là đánh cầu nhá. Đôi này Hùng đang đi đôi này luôn. Đôi này đi đặc điểm nó cũng êm mà nhẹ, an toàn cho chân.
Đôi này cũng 1.750 CO nhưng mà đôi này CO còn 980 nha. Đôi này là mẫu mới với cả mẫu này nó độc. CO còn 980 nha. Thì đôi này còn size 40, 41 và 43 nhá. Size 42 bên Hùng hết hàng mất rồi. Size 40, 41, 43 nhá. Mỗi size cũng chỉ còn 1-2 đôi thôi. Ok, tiếp theo nha. Đôi này là Linh. Đôi này để cho anh em đi sân bê tông và sân thảm đều ok nhá. Nhưng mà để đi sân bê tông là hợp lý. Đôi này CO cũng khá là tốt. Đôi này CO là 1.4 nhá. ITP011 nhá. Đôi này CO 1.4 còn 750.000 nha. Còn đúng duy nhất một đôi size 42 nhá. ITP011 1.4 sẽ còn 750.000 duy nhất một size 42. Bên hãng cũng đang có chương trình giảm giá là còn 1.050.000. Nhưng mà Hồng sale cho anh em 750 đấy. 1.4 sale 750, tặng kèm hai quần tài dưới chân, một móc khóa và phí ship, anh em tự thanh toán đây. Đôi giày này công nghệ đếm mới của năm 2018 rồi anh em nhé. Công nghệ đếm mới luôn. Đấy, còn đúng một đôi size 42 thôi. 1.450.000, 1.4 sale còn 750, một đôi size 42 duy nhất nha. Nói chung bây giờ cũng đôi nào cũng thế, nhiều mẫu nhưng mà chỉ còn lẻ size thôi. Ok, đôi giày để anh em cấy chân bê tông nhá, màu tím, tím than nhá. Đôi giày này mã là Lining AITM069 nha, giá gốc là 1.250.000 nhá. Giảm giá còn trước ông bán 690 nhưng bây giờ cũng chỉ còn 1-2 đôi thôi. Nên là bán 650 nha, 1250 giảm còn 650. Có size 39.5 một đôi, 39.5 của Lining thì nó sẽ tương đương với 39 của các hãng khác. Chiều dài đều là 24.5 nha mọi người. Chứ Lining giày nam thì gần như là không có size 39 đâu. Một số trường hợp gọi là hi hữu thì mới có size 39 này. Đấy thì mọi người đi size 39 của hãng khác thì đi size 39 của Linh nhiều, còn một đôi size 39.5, một đôi size 40, hai đôi size 40 và hai đôi size 42 nha anh em. 1250 sale còn 690 nha, và đôi này để anh em đi cấy chân bê tông thì rất là phù hợp nhá, vừa tiết kiệm chi phí mà lại bền. Tiếp theo nha. Ok, đây là một đôi giày khá là ngon và màu sắc của nó cũng rất đặc biệt. Đây là màu bạc thì gần như là không có đôi giày cầu lông nào màu bạc cả. Nhưng mà đôi giày này nhìn nó rất độc đáo và đẹp. Đôi giày này dòng đế này là dòng đế chống lật đi êm và rất là ôm chân đi rất là nhẹ. Đấy, đôi giày tầm trung lại sở hữu cái dòng đế của giày tầm cao. Đôi này đang được sale là giá tốt nhất nha, là 1.250.000 sale còn 650 nha. Có size 40, 41, 42, 43, mỗi size thì chỉ còn 1-2 đôi nha. Đây, đôi giày này đi rất là ôm, rất là dễ chịu, đi rất là thích và nhẹ. Để cho anh em về sân bê tông thì hoàn toàn là ok, đi vừa sướng, về sân bê tông đỡ sót, mua vào 650 sót gì đúng không? Tiết kiệm đi bao nhiêu, cái này bên hãng hết chương trình khuyến mãi rồi nha. Đôi này bên hãng bán bây giờ đang rất là cao đấy, gần 1 triệu đấy, hình như đôi này bên hãng đang sale, có sale. Bên hãng đang sale họ bán 820 và Hùng bán cho anh em 9.650 nha. Size 40, 41, 42, 43 có 43 mới bán à. Còn 40 còn một đôi, 41 còn một đôi, 42 còn một đôi, 43 còn một đôi. Và cộng thêm một đôi này 40 có nghĩa là còn hai đôi 40, một đôi 41, một đôi 42, một đôi 43 nhá. 1250 sale còn 650.000 nha. Cái này là chương trình giảm giá sâu nhất của mẫu giày này từ xưa đến nay. Mọi người giúp mình chia sẻ cái livestream này đến bạn bè và những em câu bộ nhá. Ok, đây mới là mẫu giày sale sâu nhất này. Mẫu này thì mấy lần Hồng về hàng đều bị hết. Bây giờ lại về tiếp, màu thì của nó thì nó hơi có một chút nữ tính một chút, mọi người có thể nhìn thấy. Đôi giày này nó màu giống như trong livestream này. Màu của nó là màu hồng đỏ, nó hơi thiên về hồng. Nếu anh em nào không quan trọng lắm về việc màu sắc thì anh em có thể mua đôi này. Bởi vì đôi này thì đang được giảm giá là 1.4 triệu, giảm còn có 520.000 đấy ạ. Bằng giá giày fake luôn á. Một đôi giày Linh rất là ngon. Chính hãng 100% rất là ngon, không gặp bất cứ một vấn đề gì chất lượng, mà đôi này đi cấy sân bê tông thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cực kỳ là thích hợp và tiết kiệm luôn. Đấy. Có duy nhất size 41 cho anh em nha. 1.4 triệu sẽ còn 520 đấy ạ. Nghe như kiểu mình bán giày fake ấy. Đấy, đây là lần thứ tư mà đôi giày này về size 41. Mọi lần trước thì Hùng về đấy là hết. Nhưng lần này tại chắc là đăng mọi người không nhìn thấy sao, tại vì mình đăng nhiều bài linh tinh quá. Tại vì mỗi mẫu nó chỉ còn 1-2 đôi ấy. Ok, và cũng là mẫu giống mẫu màu bạc đấy, AITN097 nha. Thì đây cũng là AITN097 màu đen vàng nha. Với mẫu này thì Hùng chỉ còn duy nhất một đôi size 42 thôi. Với màu này và size 42 nha thì sale là 1.250.000 còn 690.000 nha anh em. Giá trên thì chưa bao gồm phí ship nha. Hàn Quốc không biết có mời được gì đấy. Anh Dũng Bùi comment để em đọc xem nào. Anh thích Hùng livestream các trận đấu hơn. Thực ra thì dĩ nhiên là anh ai thích xem livestream bán hàng đâu. Nhưng mà nói thật là buổi tối ngày hôm nay đang muộn rồi. Với cả xóm của em nó quy định nó ngặt lắm nên là không thể nói to được, nên là nghe nó thiếu năng lượng thôi. Chứ còn cho bình thường em nói nó cực kỳ năng lượng luôn, em nói cả xóm nghe thấy luôn đó. Nên là bây giờ mới phải nói bé như này, nên là mọi người thấy không giống support Hùng một chút nào, chứ thực ra support Hùng ấy nhiều năng lượng lắm. Sao lại bảo anh bán quần áo đi hả Bùi, canh thì đây. Bán quần áo cổ lông hả? Ok, đôi này còn đúng một đôi size 42 nha, 1250 sẽ còn 690.
Người đi nhẹ êm chống lật, dòng đế đôi giày sở giá tầm trung mà lại sở hữu dòng đế tầm cao, còn đúng một đôi 42 nha. Đấy thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với một đôi tầm cao và đơn mới. Đôi này sản xuất năm 2019, sản xuất 19 tháng 7 năm 2019 nha. Đây là một trong hai mẫu giày, một trong ba mẫu giày mới nhất của Liên Ninh. Mẫu này vừa mới về Việt Nam, giá gốc cũng là 1.750.000 màu đen. Đây mẫu mới, một trong hai mẫu mới nhất vừa về Việt Nam. Các bạn biết đấy, nó sản xuất từ tháng 7, 19 tháng 7 và nó còn qua nhập khẩu thứ chuyển về Việt Nam thì nó mới về Việt Nam thôi. Mẫu giày AITP 031 giá 1.750.000, sale còn 1.150.000. Mọi người sẽ được tặng kèm một đôi tất Unix xịn trị giá 70.000 nhá. Còn về phí ship thì mọi người tự thanh toán. Đấy. Thì đôi này có đủ size nha anh em, hàng mới về Việt Nam có đủ size nhá. Hàng hết thì Hùng vẫn có thể lên hãng lấy cho anh em được, đang cuối năm đang có giá sale, vào sau trong năm thì giá nó lại trở lại, chắc là trở lại cũng không trở lại 1.750.000 thôi đâu, nhưng mà nó cũng phải trở lại tầm 1.350.000 hoặc 1.400.000. Thì đôi này Hùng đang sale còn 1.150.000 nhá. Tặng một đôi tất Unix xịn màu trắng cổ cao trị giá 70k. Đấy thì đôi này đủ size nha anh em. Ok, đến mẫu giày tiếp theo nha. Mẫu giày mới nhất, vừa mới về Việt Nam cách đây chắc được khoảng 1 tháng. Mẫu giày Liên Ninh AITP023. Đây. Mẫu giày áp dụng công nghệ giảm trần mới nhất của Liên Ninh, chính là công nghệ Liên Ninh Cloud. Công nghệ này nó được so sánh với công nghệ Power Cushion của Yonex ạ. Với công nghệ này thì hãng họ có làm một video hôm trước Hùng cũng có đăng rồi đấy. Cái video mà thả quả trứng từ trên cao xuống mà nó đập vào cái chất liệu Power, cái chất liệu Liên Ninh Cloud này, và quả trứng bật ra ngoài xong mới bị vỡ. Đấy thì đây là một loại chất liệu siêu giảm chấn, thì nó hấp thụ lực rất là tốt, và đây là cái công nghệ, cái dòng đế mới nhất, dòng đế vừa mới ra mắt vào năm 2019 vừa rồi, Liên Ninh Cloud. Cùng với đó là nó có cái miếng nhựa này này, ở giữa này cũng có miếng nhựa này. Đây là công nghệ chống xoắn, những cái công nghệ này chỉ áp dụng ở những mẫu giày ngon thôi, mẫu giày xịn thôi. Thì đôi này giá gốc thì cũng là 1.750.000 thôi, bên hãng thì đang sale là 1.570.000 thì phải, còn Hùng đang sale 1.200.000 anh em, cuối năm rồi anh em tranh thủ mua nhá. Sale còn 1.200.000 tặng kèm một đôi tất Unix xịn trị giá 70k. Mỗi giày này đang rất là hot, và đôi giày này thì vừa có thể đánh cầu, vừa có thể đi chạy bộ hoặc đi chơi. Có thể đi chơi thì hơi ấy tại vì nó có màu cam, nhưng mà đi chạy bộ đôi này thì cũng cực kỳ là thích hợp nhá. Vừa đánh cầu vừa chạy bộ rất là tuyệt vời. Vì đôi này thì còn đủ size nha anh em, tại vì bên hãng mới về hàng nên là nếu mà hết thì Hùng vẫn lên hãng lấy cho anh em được. Nhưng mà sau Tết thì chưa biết nào, sau Tết thì chắc chắn là giá tất cả các sản phẩm đều lên, nên là anh em tranh thủ cơ hội mua đi. Tiếp theo nhé mọi người, hơi bụng chị. Ok, đôi giày Liên Ninh AITN019 nha. Đôi giày để cày sân bê tông, đôi giày này bên bàn Hùng bán rất chạy, cứ về là hết này. Thì đôi này chỉ còn duy nhất một đôi size 41 thôi, giá 1.250.000, sale còn 640.000, tặng kèm hai quần càng chống trơn và một móc khóa, phí ship anh em tự thanh toán nha. Đấy, còn duy nhất một đôi size 41 thôi, màu đen huyền, rất đẹp. Ok, và đây là một mẫu giày, cũng là mẫu giày tầm cao của Liên Ninh. Một mẫu giày nhìn rất là đơn giản. Mẫu giày có mã là Liên Ninh AITP013. Nó áp dụng cũng là công nghệ Liên Ninh Cloud, công nghệ giảm chấn, trứng rơi vào không vỡ đấy. Dòng đế vẫn là dòng đế giống đôi cam vừa rồi thôi, nhưng mà cảm giác con này còn mềm hơn ấy, chả biết sao, nhưng chất liệu sờ cảm giác nó còn mềm hơn cả con kia. Nó cũng là cái dòng đế đấy, sờ nó mềm lắm, sờ sướng cực. Thì đôi này cảm giác nó nhẹ, đôi này là đôi nhẹ nhất trong tất cả những đôi Hùng giới thiệu nhá. Và đôi này cũng chưa có tại Việt Nam đâu, cái này là Hùng xách tay từ bên Trung Quốc về đấy, là cái đợt sale vừa rồi đấy. Rồi Hùng xách tay về, Hùng kiếm được một ít đôi size 42 thì hôm nọ có mấy đôi mọi người lấy hết rồi. Bây giờ thì chỉ còn size 39,5, tức là tương đương với size 39 của hãng khác thì có một đôi. Size 40 thì có hai đôi, size 41 thì có hai đôi, size 43 có một đôi, size 42 thì hết rồi. Size 42 hôm nọ mọi người lấy hết rồi. Đấy thì đôi này là một đôi giày, trước tiên là dáng của nó rất là ôm. Cái thứ hai là cái đôi giày này rất là nhẹ và rất là êm. Đôi này mà hiện làm Hùng cảm giác nó giống như kiểu giày chạy chứ không phải giày đánh cầu. Dĩ nhiên đây là dòng đế cho chơi cầu lông nha. Đôi này thì sẽ thích hợp nhất với sân thảm. Cái này thì ở Việt Nam chưa có, cái này bên Trung Quốc nó còn hiếm ấy. Có vẻ mẫu này bên đấy nó cũng khá là hot. Cái đợt Hùng ôm được một lần, xong rồi Hùng định ôm nhập thêm size 42 với nhập thêm bổ sung số lượng size khác, nhưng mà không còn hàng nữa. Giá bọn nó lại đội lên hơn 1 triệu cơ, nên là Hùng không dám nhập. Bên này thì 1.750.000 sale còn 1.100.000 nha. Có tặng kèm một đôi tất Unix xịn trị giá 70k nha mọi người. Về phí ship thì mọi người tự thanh toán. Anh em nào mà mua giày vừa để đi chơi, vừa đi chạy bộ, vừa đi tập gym, vừa đi đánh cầu ấy, thì đôi này là rất là thích hợp. Có size 39,5 một đôi, size 42 đôi, 42 đôi và 43 một đôi. Tiếp theo. Ok, mẫu giày Liên Ninh Sonic Bomb được mẫu giày tầm cao của hãng Liên Ninh. Với giá gốc là 2 triệu. Và Hùng đang sale với giá là 1 triệu mốt ạ. 2 triệu và sale còn 1 triệu mốt, cũng tặng một đôi tất Unix xịn trị giá 70k. Với đôi này thì Hùng chỉ còn
hai đôi size 40 và một đôi size 42, tổng cộng 3 đôi nha mọi người. Lên sale còn 1 triệu 1 và tặng kèm một đôi tất Yonex xịn nha. Tuy nhiên với đôi giày này thì đặc điểm của nó đó là cảm giác khi mới đi nó sẽ hơi cứng nha mọi người, nhưng mà đi nhiều thì cảm giác nó sẽ mềm và êm ra. Và tiếp theo nữa đó là với đôi giày này thì chân mọi người phải gọn nha. Đôi này giày này khá là ôm chân nên là mọi người nhá. Đôi này khá là ôm chân nên là chân mọi người phải là chân thon chân gọn thì mới đi vừa nha. Còn size 40 và size 42, 42 hai đôi, 42 còn một đôi, còn duy nhất 3 đôi. Đôi này thì giá gốc của nó bên Trung Quốc nó để là giá là 599 tệ, nó rơi khoảng 2 triệu tiền Việt, và bên đấy họ bán như đôi dòng Sonic Bomb này đều là trên 1 triệu rưỡi hết. Thì cái này còn có hai size lẻ đấy thôi, còn có 3 đôi này. Một siêu còn 1 triệu mốt cho anh em nhá, tặng kèm một đôi tất Yonex. Đây đôi giày này là đôi giày đắt nhất trong tất cả những đôi giày Hùng đã giới thiệu từ đầu đến giờ nhá. Giá gốc đắt nhất nha, nhưng mà đi sướng nhất thì không phải là sướng nhất đâu. Bởi vì dòng đế này cảm giác Hùng thấy rằng những đôi Clyling mà nó càng cao cấp thì nhiều khi nó làm cái đế nó hơi dày và hơi nặng. Thì Hùng lại không thích kiểu đấy lắm. Nhưng mà chỉ đi tầm cao thôi, đi tầm cao thôi. Đây đây là một mẫu giày tầm cao cũng siêu rất là sâu. Đây là mẫu giày Lining AIT M075. Giá gốc là 1.750.000, đôi giày thuộc dòng đế trên Long TD. Và đôi này còn duy nhất hai đôi size 41 sale 1.750.000 còn 820.000 tặng kèm hai quyển hàng chống trơn và một móc khóa. Về phía ship anh em tự thanh toán. Ok anh ơi, size 40 của Lining chính là 41/3 đấy, không phải 41/2 mà là 41/3. Mọi người hiểu một chút về bảng size Lining nhá. Size Lining mà nếu mà là size chẵn thì người ta sẽ không ghi chỉ có số đến thơ đúng không đâu, mà người ta sẽ ghi ví dụ như kiểu 40 ấy. Thì bảng size của Lining nó sẽ ghi là 41/3, mà nhiều người cứ nghĩ rằng đó là size 40.5 và cứ hỏi là size 40.5 thì không phải. Mọi người nghĩ sai nhá. Khi mà mọi người đặt mua size 40 thì mọi người sẽ nhận được cái đôi giày mà nó sẽ ghi là size 41/3, tương tự là đối với size 42 hoặc là 44 hoặc là 38 hoặc là 36 đều là như thế, 36/1/3, 38/1/3, 41/3, 42/1/3, 41/3, chứ không có đôi giày nào ghi là tròn là 40 hay tròn là 42 cả. Nếu mà ghi như vậy là giày fake nha anh em. Còn với size lẻ, ví dụ như có 41 thì nó sẽ ghi là 41, 43, nó ghi là 43, 39, nó ghi là 39. Còn nằm ở giữa size lẻ và size chẵn ấy, ví dụ nằm ở giữa size 40 1 phần size 40 1/3, à size 41 và size 42 1/3 thì nó có cái size 41 2/3. Thì chúng ta có thể gọi nó là size 41.5, nhưng mà cái size đấy gần như là không có bao giờ, nó chỉ có trên bảng size thôi. Có thì cũng có, nhưng mà nếu mà có thì cũng rất là ít người nhập. Ok anh Đức Hoàn, anh chụp màn hình cái đôi anh muốn hỏi giúp em nhá. Lát nữa anh sẽ lại livestream chụp màn hình đôi đấy xong em gửi ảnh cho. Thực ra xem qua cái livestream em nghĩ là mọi người được xem trực tiếp tận mắt thì nó vẫn hơn là ảnh chứ. Có thể là do chất lượng mạng kém chắc. Đấy thì đôi này là một đôi rất là ngon. Đấy mọi người xem cái đế này. Đây là dòng Chenlong TD, rút gọn của cái đôi mà Chenlong vận động viên Chenlong của Trung Quốc hay đi. Cái này có đầy đủ công nghệ chống lật, đây là dòng đế cũng là dòng đế dày nhất trong các mẫu giày tầm cao Lining trở xuống. Nên là nó có một đặc điểm đó là cái đế của nó rất là dày và rất là lâu bị mài mòn. Tuy nhiên thì chính vì cái đế nó dày nên nó sẽ nặng hơn các dòng khác một chút. Đôi giày này thì sử dụng vải dệt và công nghệ ép nhiệt ra. Thì cái vải dệt này sẽ giúp chúng ta đi nó cảm giác rất là dễ chịu cho chân. Đấy thì còn duy nhất hai đôi size 41 thôi mà chả bao giờ đôi này dưới giá 1 triệu 3 hết. Mọi người lên Google, mọi người lên mạng, mọi người gõ là giày Clong Lining AITM 075 xem giá trên thị trường bao nhiêu. Toàn từ 1 triệu 3 đổ lên hết, không bao giờ có giá là 820 như này. Nhưng vì có duy nhất size 41 và Hồng săn được cái đợt giảm hàng giảm giá cực kỳ sâu nên mới có giá này nhá. Thế nên là anh em tranh thủ mua đi. Còn mỗi hai đôi size 41 thôi. Anh em chốt nhanh nhá. Hoặc là giới thiệu bạn bè vào đây chốt giúp Hồng luôn. Hồng còn lấy tiền về mừng tuổi các cháu này. Cuối năm rồi cũng không muốn giữ lại hàng ấy. Tại vì sau Tết, nói thật là sau Tết cái kho hàng này của Hồng để Hồng vừa làm kho Hồng vừa ở nó chật chội quá. Nên là tôi quyết định bán rẻ bán nốt đi, nếu không thì Hồng giữ lại sau Tết Hồng bán. Hồng không giảm giá, Hồng vẫn cứ bán vậy, vẫn có nhiều khách mà. Nhưng đang cuối năm mình bán nốt đi. À đúng rồi, đôi Sonic Bomb này. Đôi Sonic Bomb này còn một đôi size 39.5 nha. 39.5 của Lining thì tương đương 39 của hãng khác. Còn ok anh, đôi 1 triệu mốt mà giống như kiểu giày chạy đôi đấy em còn đúng một đôi duy nhất size 39.5 nha. Anh nhắn tin vào Facebook Sport Hồng Badminton này luôn, cái trang đang live stream này, để đặt mua giúp em nha, tí nữa em gửi ảnh cho. Mọi người muốn đặt gì thì nhắn tin giúp Hùng nha, chứ Hùng bận lắm, nói thật luôn ấy là không có thời gian để tìm lại comment của mọi người để mà ấy đâu, để mà trả lời mọi người đâu. Cái này là bất khả thi luôn. Cuối năm bận mà trợ lý là thứ bọn nó sinh viên mà, bọn nó về quê nghỉ ăn Tết rồi. Nhưng mà bây giờ một mình Hùng làm á, vừa tư vấn, vừa livestream, vừa đăng video, vừa gói hàng, các thứ rất là đau đầu. Thế là mọi người muốn mua thì mọi người nhắn tin Hùng nhá. Hoặc không là vài ngày sau mình nhắn lại, nhưng mà đến lúc đấy thì chả còn hàng nữa. Nên là ưu tiên những ai nhắn tin trước. Đấy thì giày nam, tất cả các mẫu mình giới thiệu với mọi người, nên mọi người có thể theo dõi lại livestream này 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mẫu giày cầu lông nam, chưa bao giờ bên Hùng có nhiều mẫu như thế luôn. Bình thường chỉ nhập khoảng 6 đến 8 mẫu thôi, bây giờ đang có 17 mẫu đấy. Nhưng dĩ nhiên là mỗi mẫu thì ok, đôi 071, 031 thì thực ra là cũng chả có gì phải review, thì anh review rất nhiều lần rồi, thì anh review cho em nhé. Con 031 ấy là mẫu giày mới thứ hai, có nghĩa nó sản xuất từ tháng 7 năm 2019, nó vừa mới về Việt Nam được cách đây khoảng 2 tháng thôi. Lông vũ em bán hết rồi anh ạ.
nó đôi giày mới, nó sử dụng cái công nghệ đế mới của Liên Minh công nghệ, nó ra mắt vào tháng 6 năm 2017 ấy. Thì cái dòng đế đấy là dòng đế mà ba đôi từ 2017 đến giờ anh đi dòng đế đấy. Đặc điểm của dòng đế đấy thì nó rất là êm. Nó rất là êm. Nó từ khi cái dòng đế đấy ra, nó có thể nói là êm nhất trong tất cả dòng giày dưới 2 triệu của Liên Minh, dòng đấy là êm nhất. Còn bây giờ nó có dòng Liên Minh Lite, chính là cái đôi mà công nghệ Cloud mà anh giới thiệu, cái đôi cam đen lúc trước với cả đôi 1 triệu mốt nhẹ giày chạy lúc trước ấy. Thì cái dòng đấy là cái dòng Liên Minh Lite. Một là nó nhẹ hơn, hai là nó có thể nó sẽ êm hơn. Anh chưa đi thử dòng đấy, có lẽ thời gian tới sẽ đi thử đôi đấy. Đôi 031 cái màu đen đấy nó rất là đẹp. Còn về chất liệu của nó thì nó sử dụng chất liệu da kết hợp với cả lưới dệt, kết hợp cả lưới mềm. Cái lưới đấy thì nó đi vào chân mình cảm giác nó sẽ rất là dễ chịu, của nó là rất là thoáng khí. Đấy. Với cả hai đôi, có hai đôi cái ITP 031 và ITP 023.